Cục đăng kiểm nói gì về việc xe Mercedes nguyên bản bị đánh rớt đăng kiểm? Tổng thống Putin nói gì sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut? Thực hư cuộc thi Hoa hậu trí khôn Việt Nam đang gây bão mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Cục đăng kiểm nói gì về việc xe Mercedes nguyên bản bị đánh rớt đăng kiểm? Cục đăng kiểm đã có phản hồi liên quan đến việc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive bị đánh rớt đăng kiểm vì mặt cao lỏng, lưới tản nhiệt, nguyên bản không có hình ảnh trên hệ thống. Ngày 21 tháng 5, lãnh đạo phòng kiểm định Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết đã yêu cầu trung tâm đăng kiểm 5005V đăng kiểm viên báo cáo vụ xe Mercedes-Benz C250 Exclusive nguyên bản bị đánh rớt đăng kiểm. Đồng thời, trung tâm phải sớm liên lạc với chủ xe Mercedes-Benz C250 Exclusive mà nên làm việc đăng kiểm lại chiếc xe nói trên. Vị này nhận định sự việc nói trên có thể là do đăng kiểm viên bị nhầm lẫn giữa các dòng xe. Cục đăng kiểm sẽ làm việc để xác định rõ lỗi thuộc về ai. Nếu trung tâm đăng kiểm sai thì phải chịu chi phí đăng kiểm cho chủ xe. Theo vị này, hiện nay nhiều hạng mục khiếm khuyết được chấp nhận khi đi đăng kiểm như bỏ sơn khác so với thông tin ghi trong giấy đăng ký xe, thân vỏ, buồng lái, thùng hàng, gặp tình trạng lọt khí xả từ động cơ, hình dáng la răng của vành bánh xe sẽ không thuộc hạng mục bị kiểm tra và đánh giá. Trước đó, anh Long Vũ, trú tại thành phố Thủ Đức chia sẻ trên mạng xã hội việc chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive đời 2015 của anh không đạt đăng kiểm vì hình ảnh thực tế khác hệ thống. Theo đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm 5005V thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thay thế mặt ca lăng. Biên bản thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng của trung tâm đăng kiểm 5005V phản hồi cho chủ xe rằng hình dạng xe không đúng hồ sơ kỹ thuật, mặt ca lăng và cắn trước không đúng hình ảnh trên sản xuất lắp ráp. Trong khi đó, anh Vũ khẳng định chưa từng thay đổi bất cứ thông số kỹ thuật nào của xe. Anh chỉ đổi màu sơn xe từ đen sang trắng và đã đăng ký lại giấy tờ do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp. Anh Vũ đã giải thích với đăng kiểm viên về dòng xe Mercedes-Benz C250 có phiên bản C250 AMG và phiên bản mang tên C250 Exclusive là chiếc xe của anh nên có sự khác nhau. Sau đó, anh cũng đã liên hệ cho Mercedes-Benz Việt Nam và nhờ hãng xe kiểm tra để chứng minh chiếc xe của mình không hề thay thế mặt ca lăng. Dù vậy, đăng kiểm viên vẫn không giải quyết và đã trả hồ sơ, đồng thời yêu cầu cho chủ xe thay đổi lại mặt ca lăng và cán trước giống phiên bản C250 AMG mới được đăng kiểm lại. Một số người dân ở thành phố Thủ Đức cũng cho biết cũng gặp tình trạng như anh Long Vũ, dù xe nguyên bản nhưng do các phiên bản xe có ngoại thất khác nhau nên vẫn bị đánh rớt. Chị Nguyễn Thị Uyên nói chị đã đem chiếc xe Ford Everest Titanium 2020 đi kiểm định thì bị báo không đạt vì thông số kỹ thuật mâm không đúng với thông số trên hệ thống. Sau khi kiểm tra lại, chị phát hiện đăng kiểm viên đợt trước đã nhập nhầm dòng xe dẫn đến sai thông số mâm. Về một số trường hợp nhầm lẫn tương tự, Cục đăng kiểm khuyến khích người dân chủ động tra cứu lại thông số kỹ thuật xe và phản ánh đến đường dây nóng của Cục để được hỗ trợ giải quyết. Chuyển sang tin tức quốc tế, Tổng thống Putin nói gì sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut? Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng bước tiến này của Moscow. Điện Kremlin hôm 20 tháng 5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner và các binh sĩ của lực lượng quân sự chính quy Nga khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner cũng như tất cả binh sĩ Nga, những người đã hỗ trợ cần thiết và bảo vệ hai bên sườn thành phố với việc hoàn thành chiến dịch kiểm soát Bakhmut, Điện Kremlin cho biết. Mọi người, những cá nhân xuất sắc trong trận chiến sẽ được đề nghị tặng thưởng các huân chương cấp nhà nước, tuyên bố cho biết thêm. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ở hướng Bakhmut, các nhóm tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân của lực lượng tác chiến phía Nam đã hoàn thành việc kiểm soát thành phố Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G7 đang diễn ra tại Nhật Bản ngày 21 tháng 5, khi được hỏi liệu thành phố Bakhmut có còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky đã trả lời, tôi nghĩ là không, và hôm nay Bakhmut chỉ còn nằm trong trái tim của chúng tôi. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine sau đó đã lên tiếng đính chính phát biểu trên của ông Zelensky. Tổng thống bác bỏ tuyên bố về việc Bakhmut đã thất thủ, người phát ngôn Sergei Nikiforov nói. Theo ông Nikiforov, câu trả lời tôi nghĩ là không của Tổng thống Zelensky được đưa ra với hàm ý nhóm quân sự Wagner chưa thể giành được quyền kiểm soát toàn bộ Bakhmut. Tin tức cuối cùng, thực hư cuộc thi Hoa hậu trí khôn Việt Nam đang gây bão mạng. Ban tổ chức gương mặt MC Nhân Văn cho biết Hoa hậu trí khôn Việt Nam chỉ là tình huống giả định nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Ngày 21 tháng 5, chị Nguyễn Khánh Ly, trưởng ban tổ chức cuộc thi, gương mặt MC Nhân Văn cho biết Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định nằm trong một tiểu phẩm diễn ra tại vòng chung kết cuộc thi. Sự kiện diễn ra vào tối ngày 20 tháng 5 ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chọn hai tiểu phẩm là các sự kiện diễn ra gần đây trong đời sống xã hội, nhận được sự quan tâm của mọi người. Và Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định về một cuộc thi nhờ sắp chưa được cấp phép, bị Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tới yêu cầu dừng cuộc thi. Sau khi 4 thí sinh xem tiểu phẩm sẽ lên khai thác hiện trường và thực hiện phần thi hiện dẫn, chị Khánh Ly cho hay. Theo Khánh Ly, gương mặt MC Nhân Văn là cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng MC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã trải qua 3 mùa nhưng không phải sự kiện thường niên. Cuộc thi được tổ chức bởi Đoàn Hội khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chung kết gương mặt MC Nhân văn 2023 diễn ra vào tối ngày 20 tháng 5 với người chiến thắng là thí sinh Triệu Gia Uyên. Đăng Khoa giành vị trí Á quân. Các giám khảo của cuộc thi bao gồm MC Thanh Thanh Huyền, Phục Yến và Thúy Hằng. Sáng ngày 21 tháng 5, hình ảnh các thí sinh diện áo dài trắng, cầm nón biểu diễn, phía sau là dòng chữ vòng chung kết FIQVN 2023 Hoa hậu trí khôn Việt Nam nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần đông khán giả tò mò về việc đây là hình ảnh trong cuộc thi sắc đẹp hay trí tuệ. Tên cuộc thi độc lạ quá, lỡ mà out top thì sao? Cuộc thi Hoa hậu lần đầu nghe tên, không hiểu các thí sinh sẽ thi Hoa hậu trí khôn ra sao là những bình luận từ các tài khoản mạng xã hội. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!